Rồi, mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cây hầm ngọc mai bám đá của mình. Hôm trước thì tưởng đâu là nó không sống nhưng mà ai ngờ là hôm nay nó sống mình không tưởng. Thì hôm nay nó phát triển rồi các bạn. Thì nó đã có lá non và đã rễ nó đã ổn định và nó bắt đầu có hoa rồi các bạn. Đó, thì các bạn nhìn xem đây, thì tất cả các rễ này mình đã gỡ cái giấy ăn á, hôm trước á là gỡ ra hết rồi. Thì nay em rễ nó đã bám vào đất và đã sống được rồi. Đó, giờ nó phát triển cành và lá rồi. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta chăm sóc từng cái giai đoạn như thế nào để cho chúng ta làm một cái cây bám đá đưa cái rễ ra ngoài nhưng mà cây nó vẫn sống được các bạn. Vẫn sống và phát triển được. Thì không riêng về cái dòng hồng ngọc mai, nhưng mà kể cả cây linh sam hoặc là cây sam hương, tất cả cây các bạn đều làm, đều áp dụng bằng phương pháp bám đá và đưa cái rễ ra ngoài. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem thêm một cái cây. Đây là cây linh sam nè các bạn. Thì cây này là cây hôm trước mình đã ghép nhiều đá và đã cắt bỏ cái cành dài ở trên đó, thì hôm nay nó đã phát triển và đã ra lá non và ra cành mới được các bạn. Các bạn nhìn thấy đây, đây là rễ. Đó, nó đã ổn định hết rồi các bạn, nó đã sống khỏe rồi. Đó. Thì sau này mình sẽ nuôi tiếp các bạn, nuôi cái cành nó bây giờ nó còn nhỏ quá, mình chưa có uống được, chưa có định hình được. Trong tương lai nó phát triển rồi thì mình sẽ uống nó sao. Thì bây giờ đây mình chia sẻ cho các bạn thêm một cái cây sam hương nữa các bạn. Đó, thì ba cây này là nó nằm trong cái trường hợp khó chăm sóc nữa các bạn. Thì đặc biệt là chúng ta nuôi cây mà bám đá mà cái dạng như thế này, đưa cái rễ lên như vậy đó, thì các bạn phải biết chăm sóc đúng cách, chăm sóc đặc biệt. Chúng ta cần giữ ẩm và tưới nước thường xuyên thì nó mới sống và phát triển được như vậy các bạn. Chứ còn nó không giống những cây mà chúng ta trồng ở ngoài đất. Các bạn nhìn thấy cái rễ nó đưa hết ra ngoài rồi. Thì muốn được như vậy thì các bạn phải cần giữ ẩm tối đa. Thì các bạn biết là mình sẽ dùng cái khăn giấy ăn nhúng nước đắp lên và mình tưới giữ ẩm và phun sương thường xuyên các bạn. Từ cái lúc mà mình trồng bắp đá là mình phun sương thường xuyên luôn á. Đó, thì mình chia sẻ cho các bạn thêm nữa trong giai đoạn mà khi cây đã ổn định ra lá non rồi, các bạn bón phân cái hàm lượng 30:99. Thì cái loại NPK, cái hàm lượng, cái chỉ số nó là 30:99, thì cái phân này á nó sẽ tốt cho rễ, cành và lá nha các bạn. Đặc biệt là những cái giai đoạn mà chúng ta cần phát triển rễ và lá thì các bạn bón phân cho mình với cái chỉ số như trên. Còn với những cái cây mà các bạn cần ra hoa thì các bạn bón cho mình cái loại phân như thế này, 15:5:20. Đó, thì nó sẽ ra hoa, ra trái và nó đã ghi rõ thông tin các bạn. Thì đây mình sẽ không nói cái hãng phân nào hết, nhưng mà hãng phân nào cũng được. Các bạn áp dụng cái dựa vào cái chỉ số giống như vậy thì các bạn có thể dùng được.